Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Cây to đẹp, đâm chầu sống khỏe ha. À, mã số đầu tiên là G40. Mấy cái này em để em xả em nghỉ luôn nha anh chị. Đó, nói chung là xả bán rẻ cho cô chú anh chị mình luôn á. Đây là hôm nay là em xả hàng luôn á chị ơi. Anh chờ nhanh tay lửa ha. Hoành 40. Chiều cao 58. Chiều cao 58. Cây này bự lắm ha, nhưng mà nó bị lỗi ha. Đây. Nè, nó bị bên đây nè. Đây nè, cái thân bên đây nè. Thân đây miếng nè. Nè. Nè, có thấy lỗi là em chỉ nè anh chị ha, nó bị lỗi hư nè. Nè chỗ này nè. Đó, cái này về nói chung mình trồng có bông hoa chơi được ha. Nè đây lỗi nữa nè. À, còn đây củ này không không sao, thân này thì không sao. Đó, này cây có lỗi thì em chỉ em thấy là em chỉ liền cho anh chị ha. Nào quay rất kỹ anh chị ha. Nè, lỗi thân này nè. Đó, chỗ này nữa nè. Miếng nè. Đây không sao, cái này có nè. Đó, do đó cây này bành kia vậy em để rẻ chị luôn nha anh chị. Rồi cây này 150. Có lỗi để rẻ 150, bao ship luôn ha. Nói chung là có lỗi thì em báo anh chị á, về anh chị để mình chơi. Giấy Mỹ thì không sao với nó cho nghe, dễ sống lắm. Mã số G41. Mã số G41. Hoành 29. Chiều cao 55. Cây này thì chạy đây. Đó, em thấy là em chỉ liền cho anh chị ha, yên tâm. Đó, đây có bị chạy đèn miếng thôi. Rồi 200.000 bao ship G41. Nói chung này là em xả nha anh chị. Ê nằm xuống anh. Nhìn nhìn giùm em cái đầu đi. G42. Đó. Hoành 21. Cành bay 42. Rồi, quay cái cây coi có biển nha. Cây này thì cây này có nhánh cái này nè, nè, cái đó nè. Nè. Nè, cái này miếng nè. Đó. G42. Rồi cái này cũng 200.000 thôi anh chị. Có lỗi cây đó nhánh bên đó ha. 200.000 bao ship. Thấy là em chỉ liền cho mình. G43. Đó, cây này ok ha. Đó, nó chỉ chạy đen miếng thôi. Cụ đế quá trời cụ đế luôn. Hoành 26. Tại em cắt bớt nha. Khi vận chuyển mấy cái nhánh trời nè, khi ốp vô có bị dập gãy anh chị thông cảm nha. Về đâm lại chùm mới thôi. Nó sống khỏe hết rồi. G43. Rồi cây này hữu nghị anh chị 250 thôi. Bao ship tận nhà luôn. Em bao rẻ luôn á. G44. Cây cực kỳ quái ha. Hoành 21. Chiều cao 48. Rồi 200.000 thôi anh chị ơi. G44. G45. Cây cũng rất là quái ha. Hoành 23. Chiều cao 33. Rồi cây này 200.000 luôn chị ơi, bao ship. G45. G46. Hoành 20. Chiều cao 52. G46. Rồi 200.000 bao ship luôn chị ơi. Ôi ôi cây này đẹp. G47. Ok lắm nha chị, cây này ok lắm ha. Hoành 24. Cây đẹp lắm anh chị ơi, 350 anh chị ơi, bao ship luôn. G47. G48. Ồ, cây này nhỏ mà nó lắc khéo đẹp lắm anh chị. Hoành 19. Chiều cao 42. Rồi 200.000. G48. Ồ, cây này cũng rồi cây này cũng tuyệt đẹp luôn anh chị ơi. Đó. Hoành 21. G49. Rồi cái này để hữu nghị mình luôn, 350.000 bao ship. G50. Ồ, cây là khá là đẹp nha anh chị. Hoành 22. Chiều cao 67. Rồi cái này 300.000. G50. G51. Hoành 19. Chiều cao 58. Rồi cái này 200.000. G51. G52. Ồ cái này đẹp. Hoành 24. Chiều cao 53. Rồi cái này 300.000 bao ship. G52. G53. G53. Đó. Không được. Củ bự lắm anh chị. Đó. Hoành 24. Hoành 24. Chiều
Chiều cao 48. Chiều cao 48, G53 ha anh chị. Rồi cây này đẹp lắm nha. Rồi cây này 300.000 chị ơi, bao ship. G54. Hoành 13. Chiều cao 44. Rồi cái này để rẻ của chú anh chị luôn là 50.000 gộp đơn. Đó, có đơn nữa mới được gửi nha chị, 50.000 gộp đơn. G55. Tiếp theo là G55. Hoành 15. Tàn đẹp luôn nè chị. Chiều cao 74. Rồi, cây này 170.000 gộp đơn. 170.000, tàn quá trời tàn luôn. G55. G56. Quanh 18. Chiều cao 63. Đây nó có này một cụm ghế mà đây nó bị hư một miếng nè, miếng chỗ này nè. 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 Đó. Thấy là em chỉ liền à, miếng chỗ này. Rồi, cái này để ghẻ luôn. 70.000 gộp đơn chị ơi, 70. G57. Đó. Cây này thì nó cũng bị quanh 18. Chiều cao 70. Nữa anh chị về cắt chồng lên đây nè anh chị. Nè, đây nó cũng bị hư đây miếng nè. Nè. Mà ghế đây để sống, đây để sống ha. Đó, đây đây nó bị hư bên đây, đó, cộng ghế này. Nữa anh về chị chồng lên đây cũng được, hoặc chồng trên đây cũng được ha. Rồi em để ghẻ con chú anh chị nha luôn. Rồi 70.000 gộp đơn luôn anh chị. 70.000 thôi. G57. G58. G58. Cái này thì đây nó bị hư chỗ này, cái nhánh này nè. Nãy em quên cắt. Đây thì bình thường, đây bình thường. Đó. Đây ghẻ, đây nhú chồi mới cắt lại nè. Quanh 12. Chiều cao 49. Rồi cái này cũng 50.000 gộp đơn luôn chị ơi. G58. Tiếp theo G21. Đó chị coi nè ha. Quá khứ luôn. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 71. Chiều cao 71. G21 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây này giao lưu anh chị 200.000 bao ship tặng nhà luôn. Nói chung này là em bán G28. Rồi cũ nè, chào bá luôn nha anh chị. Quanh 18. Chiều cao 41. Rồi cây này là để rẻ 200.000 thôi, bao ship luôn. G28. G31. Quanh 21. Chiều cao 47. Rồi cũng 200.000 bao ship luôn. G31. G32. Cái này một cốt nha. Quanh 19. Chiều cao 57. Rồi 200.000 bao ship luôn. Này là em giảm giá cực kỳ sâu luôn anh chị. Giá mềm lắm. G36 cũ cực kỳ quái nha. Quanh 25. Chiều cao 47. G36. Rồi cây này 300.000 bao ship luôn. Em xin kính chào cô chú anh chị. Xin giao lưu với cô chú anh chị một số cây sam trái nha. Đây, sam trái bảo hành, sam trái 100% cho mình luôn ha. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Cây này em xả nên em bán lô, một lô 3 cây. 3 cây này chỉ là 400.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Kề cái thân thì em chỉ so sánh với cây dứt lông giúp em ha. Này em quay cũng hơi nhanh nha anh chị. Này để giá cực kỳ mềm cho mình rồi. 3 cây 400.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Này lô số 1 ha. Chị coi quay sơ lại cho chị coi ha. Đó. Lô số 1, 3 cây nè, cây lắc lượng nè, cây dáng bay, cây dáng trực này, dáng trực nè ha. Thì mỗi cây nó có một kiểu dáng khác nhau ha. Cây thì nó cỡ cây dứt lông, khi bự hơn hoặc nhỏ hơn. Đó, lô 1 400.000 bao ship. Rồi tiếp theo là lô thứ 2. Chiều cao thì nó tầm khoảng 10-15 cm thôi anh chị, cỡ 15 cm thôi. Đó. Cỡ 12 cm đó. Đó. Nè xem trái nè anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe ha. Cây này dáng trực nè. Cây này cũng dáng trực lắc nè. Cây này cũng trực lắc nè ha. 3 cây mà 400.000 bao ship cho mình luôn. Lô 2. Lô số 2 nha anh chị. Rồi tiếp theo lô số 4. Mỗi lô nó có kiểu dáng khác nhau nha chị. Mỗi cây á, nè, dáng trực nữa nè. Đó, này mua một cục rất là đẹp luôn nè chị.
Này anh chị về dằn nước dây là chơi được rồi anh chị ơi. Giá rất là mềm luôn. Lô số 4, 400.000, 3 cây mà bao ship luôn. Bao rẻ luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo, lô số 5 nha anh chị. Đó. Con cây nó quái ha, còng lắc lượng nha anh chị. Coi nè. Đó. Cây cực kỳ quái nha, quay kỹ kỹ cho chị coi ha. Này lô này lô số 5 nha, cũng 3 cây 400.000 bao ship luôn chị ơi. Rồi, tiếp theo, lô số 6. Chị coi nè. Đó. Trái nè trơn ha. Xăm trái này bảo hành 100% chị yên tâm ha. Này xăm trái chiếc từng cành từng nhánh từ nhỏ á. Nó bảo hành cho mình nè, trái không à. Cây lắc lượng rất là đẹp nè. Cây này đó. Cây này dáng trực nè, cành bay xuống nè. Cây này cũng vậy luôn nè anh chị. Này vô nước dây thôi chơi cây mini rất là đẹp nha chị. Mã số 6 ha, lô số 6. Rồi 3 cây 400.000 bao ship. Tính ra 100 mấy ngàn cây anh chị. Rồi tiếp theo, lô số 10. Cây coi nè, cây này cực kỳ đẹp. Trái anh chị coi nè. Lắc lượng ha. Cây này trực lắc nè, nè 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 nó trái nè. Để cành nhánh chị uống nè. Đó, cây này trực lắc. Đó, mini đẹp lắm. Rồi lô số 10. Rồi cũng 400.000 luôn anh chị. Bao ship tặng nhà mình luôn á. Tính ra tới gần 100 ngàn cây anh chị. Xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô Linh Sam siêu bông ha. Cây đâm chồi sống khỏe, em đã vô một đứt dây rồi. Cái này là để dành cho cô chú anh chị nào mà mới tập chơi á. Về mình vô đứt dây nữa mình chơi ha. 361. Ủa 261. 261 chứ. 261 nha cô chú anh chị. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 31. Đó. Có một nút dây hết rồi nha chị. Rồi 250.000 em bao ship. 262. Ồ, Linh Sam bành kỳ luôn nha anh chị. Đó, có vô nước dây nước gì hết trơn rồi. Củ đế bự nữa. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 34. Chiều cao 34. Rồi cái này 300.000 nha anh chị. 266. 267. Ồ, cây này có tàn bay cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Quanh 17. Chiều cao 34. Rồi cái này 350 nha, bao ship luôn. 267. 268. 268. Em có vô nước dây à, nữa chị dằn lại nước nữa ok à. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 33. Rồi cái này 250 anh chị, bao ship luôn. 268. 269. 269. Giá cực kỳ hữu nghị cho mình. Quanh 13. Chiều cao 31. Này vô dằn nước dây nữa là chơi thôi anh chị. Rồi cái này vô luôn chị 250 luôn, bao ship luôn. 269. 270. 270. Quanh 18. Chiều cao 32. Rồi, hữu nghị cây này 300.000 chứ, bao ship luôn. 270. 271. 271. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 27. Rồi, cây này 250 chứ. 271. 271. 272. 272. Ồ. To lắm nha chị. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 25. Rồi cái này 300 ngàn. 272. 273. Cây này bự bành cái ná luôn nè anh chị. Quanh 21. Chiều cao 26. Ồ. Rồi cái này 350 chưa? Bao ship luôn. 274. 274. Quanh 14. Cao 34. Rồi 250.000 bao ship luôn. Dạ xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô seri nha anh chị, là cây seri. Mã số 291 nha cô chú anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe hết đây. Seri rất là dễ sống nha cô chú anh chị. Quanh 13. Quanh 13. Cành 328. Cành 328. Rồi, hôm nay để rẻ anh chị thôi, 250 thôi, bao ship tận nhà luôn. Hữu nghị luôn nha anh chị. 250. 292. Này còn mấy cây để rẻ mình chơi luôn á chị ơi. Quanh 10. Quanh 10. Chiều cao 36. Nè, chị thấy cây núi trội hết trơn ha. Đang cây đang cho trái hết nha anh chị. Rồi 250.000 luôn, 292. 295. 295. Cô quái rất là đẹp nha anh chị. Quanh 11. Chiều cao 18. Rồi cũng 250.000. 295. 295. 296. 296.
Cô quái lắm nha anh chị. Quanh 10. Quanh 10. Chiều cao 33. Rồi cũng 250.000. 296. 297. Cây này đẹp nha anh chị. Cây này to ha. Bay xuống nè. Đó. Quanh 14. Cành bay 23. Rồi, cây này 300.000 chưa? Bao ship. Theo là lô chanh vàng lá nhỏ nha anh chị. Chanh vàng. Đó. Nè, củ đế cũng y chang vậy đó ha anh chị. Mã số 281. Nên nào chị mua cặp cha ở phần ở dưới nè. À, cặp đỏ cặp vàng chơi ha. Quanh 21. Quanh 21. Chiều cao 16. Đó, rồi cũng 650.000 bao ship. 282. Nè, hơi cũ nè. Đó. Này không có đút cái gầy xuống đo được luôn chị ơi. Này biết. Quanh 19. Quanh 19. 282. Cao 16. Rồi, cây này cũng 650.000 bao ship. 283. 283. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 14. Chiều cao 14. Mã số 283. Đó, củ đế nè, chị coi nè. Đó, gói này 600.000 thôi chị ơi, 283. 284. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 17. Rồi 650.000 nè, củ đế quay kỹ cho anh chị coi củ đế nè. Quá trời củ đế luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Nha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ mình nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú. Tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để
dáng cắt đầu của cái cắt cây á, mặt cắt của cái cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình thoa keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú chị. Này rất là dày nha anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi làm dán lên vô ha cô chú chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bán luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng lại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha.
Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 g. Đó, 500 g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500 g thì em bán giá là 200 000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha.